Chào mừng tất cả quý bà con đã quay trở lại với kênh A Huy Vlog. Sáng hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật giá mít Thái cho bà con mình tham khảo. Do giá mít Thái biến động, lúc tăng, lúc giảm, không ai lường trước được nên bà con nhớ theo dõi, cập nhật tình hình giá thường xuyên để bán cho đúng giá. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Chúc tất cả quý bà con ngày mới nhiều niềm vui, công việc thuận lợi. Sau đây là phần báo giá mít Thái của một số khu vực trong buổi sáng hôm nay, giá được cập nhật lúc 8 giờ sáng. Theo thông tin nhận được từ anh em thương lái bà vừa, thì giá mít Thái sáng hôm nay giảm, giá giảm mạnh ở các khu vực so với hôm qua. Bà con lưu ý, giá kênh cập nhật là giá anh em thương lái cắt tại vườn cho bà con tham khảo. Nhưng cũng còn tùy vườn, tùy lái và tuyến đường vận chuyển xa hay gần so với vựa mít mà giá có thể sẽ chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn đồng mỗi kg so với bảng giá nghe bà con. Giá chi tiết mình sẽ ghi trên màn hình cho bà con tiện theo dõi. Mời bà con cùng xem video. Giá mít Thái tại Đồng Tháp và An Giang, mít kem lớn 22 ngàn đồng trên kg. Mít kem nhì 12 ngàn đồng trên kg. Mít kem 3, 7.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Hậu Giang, Cần Thơ và Vĩnh Long, mít kem lớn 21.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 11.000 đồng trên kg. Mít kem 3, 6.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Long An, mít kem lớn 22.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 12.000 đồng trên kg. Mít kem 3 7.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại Tiền Giang, mít kem lớn 23.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 13.000 đồng trên kg. Mít kem 3 8.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa Vũng Tàu, mít kem lớn 16.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 10.000 đồng trên kg. Mít kem 3 5.000 đồng trên kg. Giá mít Thái tại khu vực Tây Nguyên, mít kem lớn 15.000 đồng trên kg. Mít kem nhì 9.000 đồng trên kg. Mít kem 3 5.000 đồng trên kg. Giá mít ruột đỏ sơ vàng Indo tại khu vực Tiền Giang, mít nhất 78.000 đồng trên kg. Mít nhì 68.000 đồng trên kg. Mít bi 26.000 đồng trên kg.